Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, người dân cả nước Việt Nam chúng ta vui mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, cũng như là hết sức vui mừng vì đất nước Việt Nam chúng ta cơ bản khống chế được đại dịch Covid-19. Và hôm nay, người dân của chúng ta họ đổ đi tham quan du lịch ở các nơi. Riêng chúng tôi thì chúng tôi dành chút ít thời gian để ghé đến cái tỉnh xá Liên Hoa, và chúng tôi may mắn gặp được thiền sư A La Hán và được hậu chuyện cùng với lại sư thầy, và chúng tôi xin chia sẻ cái nội dung được hậu chuyện của mình đối với sư thầy cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn để theo dõi cái buổi nói chuyện cùng với sư thầy. Thích thêm cho cái mọi người cũng như tụi con hiểu thêm được về cái pháp của Phật, cái trước cái sự có nhiều vị ta cũng hỏi mình cái nguyên nhân mà ngày xưa giờ mình xây dựng cái tỉnh xá này, tại vì ta rất quan tâm, có nghĩa là cái nhân viên mình xây dựng cái tỉnh xá Liên Hoa này. Thì nếu mà chú muốn biết thì cái gì tôi biết thì tôi nói, dạ. Còn những gì tôi không biết thì thôi để xin lại để làm sao. Đó là thứ nhất. Thì cái thứ hai là ví dụ vấn đề pháp lý, dạ, như thế nào đó mà nếu chú cần muốn biết, dạ, thì chú cũng cứ hỏi, dạ. Cái gì tôi biết thì tôi sẽ trả lời với chú, dạ. Mà những gì mà tôi không biết thì thôi, dạ, xin để về làm sao. Dạ. Thế là sự tu thì dốt, dạ. Không phải mà có thể nói là một tu sĩ như những vị khác, dạ, là ta phải có học vị học hàm đủ thứ hết, dạ. Tôi không học vị học hàm gì hết trơn, học hàm gì hết, mà cái người chuyên tu, dạ, chuyên tu thiền định ở núi rừng thôi, dạ. Cho nên giả sử như mà tôi có trả lời với chú Trăng á, chẳng qua là tôi được nhặt cái lá rừng để tôi kể lại thôi, dạ. Chứ còn tôi không có lọt được những viên ngọc quý, những cái học sòn hay là vàng y gì bút xuất chính gì ở Sài Gòn tôi kể lại rồi, dạ, để tôi kể bằng những cái lá cây, dạ. Dạ, để ý con đó là cái nhân viên nào mà sư chọn cái vùng đất này để là sư tu. Đúng ra thì cái vùng đất này á, thì đầu tiên tôi không có ý định đâu, dạ. Nhưng mà đầu tiên của tôi là nếu mà nói ra thì mình phải kể cái nguyên nhân của mình xuất gia, dạ. Tôi là cái người quê hương ở đây luôn, dạ. Quê hương ở đây hồi xưa đó thì cái đời của tổng thống Ngô Đình Diệm á, dạ, thì cái cù lao có hai xã, bên này là xã Biên Hòa, bên kia xã Biên Quế, mà tôi là người ở xã Biên Quế, à, xã Biên Quế là trong cái cù lao thôi, dạ. À, tôi đi xuất gia đi tu, dạ. À, thì sau khi mà đầu tiên là xuất gia về ở núi Vung Long, dạ. À, thì sư phụ tôi là Thích Giác Lương, hồi thở trước đó, ngày là thị giả của sư tổ Minh Đăng Quang, dạ. À, rồi xuất gia đó trong cái hệ thống đó, thì là đoàn một của hội chức sĩ, dạ. Tại sao đó thì sư phụ tôi giới thiệu qua bên cái đoàn bốn của hội chức sĩ Nhật Nhiên, dạ. Rồi trong cái nguyện vọng của tôi á, là xuất gia tu học thì mình phải tìm lại sự thật của cuộc đời, chứ mình đâu phải vô chùa đây mà cầu thì cầu sự mà lợi dưỡng của bá tánh đâu, dạ. Cho nên tôi quyết tìm một cái pháp nào tu để kết quả cho cuộc đời của mình, và sau này mình có thể giúp được những gì cho bà con chúng sinh chung thì mình nên giúp, dạ. Cho nên là sau đó khi mà sư phụ tôi giới thiệu qua đoàn và tưởng duy nhất nhiên còn bốn á, dạ, thì tôi từ ở Bến Tre tôi lặn lội về ở tỉnh xá Ngọc Hạnh ở Hóc Môn, dạ. Hồi xưa thì bác sĩ đi không có giữ tiền bạc gì trên xe đi thôi à, dạ. À, thì quỳ trước cái cốc của Hòa Thượng Quán Thế Âm Nhiên để xin ngài chỉ cái pháp tu dĩ căn nhiên thông của Quan Thế Bồ Tát, dạ. Hai lần như vậy, mỗi lần quỳ hai tiếng đồng hồ, ngài có hỏi câu là có coi cuốn sách ngài soạn chưa, tức là cái cuốn cái pháp môn tọa thiền của ngài có soạn, dạ, nói về pháp dĩ căn nhiên thông, dạ. Nhưng mà ngài cứ kêu coi nó tu được rồi chỉ cái gì. À, từ đó thì tôi thấy
nó không đạt theo ý nguyện của mình. Dạ. Tại tôi mới cố gắng mò mẫm tu cái pháp nhĩ căn thôi. Dạ. Đó. Rồi sau đó thì tôi mới về tỉnh xá Ngọc Thạnh ở Sóc Trăng, ở ngay ở Ngã Năm. Dạ. Cũng tỉnh trị, tỉnh Sóc Trăng. Dạ. Thì tôi ngồi thiền ở đó thì cũng cố gắng thiền định trong cái pháp nhĩ căn diêm thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì sau đó tôi mới năm giờ chiều ngồi thiền. Đi vào đại định rồi thì không còn khởi tâm phân biệt thời gian nữa. Thì sau đó tự nhiên tôi thấy sao xung quanh mình nó sáng rực như ban ngày. Tôi muốn quan sát chẳng lẽ là mình nhắm mắt mà mình thấy không ai mở mắt nha. Như là ông thấy xung quanh mình sáng rực như ban ngày, chẳng lẽ mình ngồi tức trưa mai rồi sao? Suy nghĩ hoài cũng dở lẽ. Thì tôi nói thôi mở mắt để xem đi. Thì mở mắt ra thấy là rõ đẹp ngoài 6 giờ. Tức là tiền ngoài 1 tiếng hồ. Thì thấy rõ đẹp rồi thì bây giờ vậy đâu phải là sáng như hồi mình nhắm mắt mình thấy 12 giờ trưa mai. Bây giờ mở mắt là thấy tối. Bây giờ nhắm mắt nhập định nữa rồi sao? Nhập định thì thấy sáng như ban ngày nữa. Thì sau đó thì tôi cứ biết rồi, biết chắc là không phải là ban ngày rồi. Như vậy là khi mình nhắm mắt mà mình thấy ban ngày mà mình mở mắt mình thấy là ban đêm, vậy là cái gì thấy? Mở mắt là nhục nhãn này thấy, mà nhắm mắt lại là cái gì thấy? Thì mình mới phát hiện biết đây là cái thần nhãn thấy, chứ không phải mắt này. Thì như vậy thì tôi mới xuất miệng rửa mặt thì để đi đọc kinh. À, trong cái nhân duyên đó mà cũng có quán xét về Phật pháp nó càng ngày càng sâu hơn nữa. Thì bây giờ mình cũng thấy là vấn đề ở trong giáo hội á, là cái quyền giáo hội điều động 3 tháng đổ một chỗ, giờ mình ở trong chúng thì không có cái quyền đóng góp mà định tu. Cho nên tôi xin phép lìa đoàn giáo hội, tự ra ngoài tìm chỗ để định tu. Thì như vậy là tôi mới đi tìm về cái miền Thất Sơn, núi Cấm, rồi núi núi Tượng, rồi Cô Tô, rồi núi Sập, núi Ba Thê. Thấy mình tìm cái chỗ mình tịnh tu sẽ nó không buồn. Kể cả về Tây Ninh, núi Tây Ninh luôn nữa, thấy con phù hợp của mình, về Việt Long Khánh rồi ra Vũng Tàu như đến Cao Mai, thấy nó phù hợp với mình. Thì tôi cứ suy nghĩ bây giờ cái xứ của mình, cái Cù Lao Bạch Đằng hồi xưa là xã Mỹ Quế, Mỹ Hòa, cái Cù Lao mình nó rất là linh thiện. Mà ngay đầu Cù Lao này có hai cái dũng quý đó, ngoài cái miễu nè, nó linh lắm. Hồi xưa mà ai cũng miễu mà nếu mà bắt con heo mà để lên cái rễ nhỏ đó chưa thọc quyết là con heo tắt thở rồi. Còn để bên ngoài thọc quyết không chết. Như vậy là cái đất Cù Lao mình linh quá. Mà sao mình không về đó mình tu? Tôi nghĩ vậy đó. Thì tôi mới đi làm về. Về ở Tân Nguyên. Về Tân Nguyên thì có gia đình ông Thiện Chí, tiền hầu đó là quy y sư phụ tôi ở núi Cù Lao. Mới đón tiếp tôi rồi thỉnh tôi cắt cóc tôi bị chị dầu mẹ một con ở bên đó. Tôi nói không được, tôi phải về bên này. Thì tôi về bên đây thì ba đêm liền ở tạ tá túc trong cái nhà túc của đình này, đình nơi này. Tối thì ra ngồi thiền cái chỗ tập dụng. Ba đêm liền đêm tre không có lấy gì đó, nhưng mà tới đêm á là thứ tư đó ra ngồi thiền đi vào đây rồi. Tự nhiên tôi thấy xuất hiện một cô gái từ 89 tuổi thôi. Xuất hiện trước mặt mình, họ dê dãn mà nói chuyện tình yêu. Tôi mới nói xin lỗi cô Công Giang ra, đừng đứng gần nhà sư, mất cậu sư tu hành. Tôi đuổi cô ra, nhưng mà cô không ra, cô nhậu ôm tôi à. Thì khi mà cô nhào ôm tôi thì tôi mới chửi ra. Cô ngã ra thì tôi vừa thâu tay lại thì cô nhậu ôm nữa, chửi ra nữa, nhào ôm nữa, ba lần như vậy. Thì cái cô gái này mới hiện ra một người đàn bà khoảng 40 tuổi. Nhằm vô ôm tôi nữa. Trưởng nữa, ngã ra cũng ba lần như vậy.
Thì bây giờ hiện xuất hiện một người đàn ông. Phải người đàn ông thì như vậy là họ trưởng tôi, họ cứ trưởng lại. Dạ. Thì trưởng lại vượt qua ba lần, không ai ngã ai hết. Dạ. Thì tôi cũng suy nghĩ thôi, bây giờ mình tu thì thôi mình chịu thua đi. Dạ. Mình chịu thua là tốt thôi. Thôi mình xả thì. Thì tôi vừa khởi nghĩ như vậy á, thì hiện ra trước mặt á là phía sau lưng cái người đó hiện cái bàn rô. À. Một ông ngồi giữa, hai ông ngồi hai bên. Dạ. Thì cái ông ngồi giữa ông cũng nói chúng tôi dân định về trên giữa đất thì chẳng hạn. À. Thì vừa nói vậy là bốn người biến mất đó. Thì biến mất hết rồi sau đó tôi gặp ông Từ với mấy ông thanh niên ở trong xóm này, mấy ông mến đạo lắm. Dạ. Mà họ đi hay đi cái chùa ông thầy Tinh Tảo như này. À, thì chùa Bình Tâm ở chỗ cầu Bạch Đằng á. Dạ. Thì họ nghe tôi về đây họ lên họ hỏi đạo. Dạ. Thì tôi cũng giải thích cho họ nghe nhân dân, rồi cuối cùng họ mong rằng nếu mà ở đây có bóng đi vàng cũng sẽ lỡ đi tu đi độ ba tánh thì tốt quá. Dạ. Thì tôi mới nói nếu mà trường hợp mấy ông muốn thì phải có đất cách cống. Dạ. À, thì như vậy thì mấy ông cứ sao gặp ông Tư Hải là ông cả trong làng này. Dạ. Rồi mấy ông cũng động viên ông Tư Hải bây giờ cái đất này là đất của Đình Thần Bình Hưng. Dạ. Là khu rừng cấm. Khu rừng cấm là đã đưa ai vô con này là phá tán rồi về cũng được. Về được cái sạch đi. Dạ. Cho nên rồi mấy ông cũng bàn nhau. Tôi nói nếu mà mấy ông muốn phải có đất cấm đâu. Thì vỡ đi cũng tốt. Dạ. Thì ông Tư Hải là Lê Văn Hải là ông cả làng ở đây. Dạ. Thì cuối cùng trong cái ban mà mình hồi xưa mình gọi là ban hội hương á. Dạ. Mấy ông họ lại em nói thôi giờ cho ông sư miếng đất cách để thành xá ông tu đi. Dạ. ở đầu làng của mình. Dạ. Thì mấy ông nhất trí hết. Thì trong khi đó ông Tư Quẩn á, là với ông Năm Theo là hai ông á là phát rừng phá rẫy trong cái khu vực này. Dạ. À, thì mấy ông phát rồi mấy ông hiến cho tôi để lo cách đi chùa để xá tu. Như vậy thì bắt đầu từ đó thì tôi cất lên cái cọc đầu tiên là cái ngày mùng 5 tháng 5 1966, tức là cái năm Bính Ngọ. Dạ. Nhưng mà qua ngày 24 tháng 6 1966, tức là Bính Ngọ luôn. Dạ. Tôi cắt lên cái tỉnh xá để hiểu là tỉnh xá liên quan. Dạ. Và từ đó thì tôi chuyên môn là đóng góp tịnh tu thôi. Rằm với 30 thì tôi xả ra để mà tôi nói đạo cho bà con mình nghe. Dạ. Ngoài cái ngày đó rồi chân đạo nghe rồi thì tối lại chiều là đóng góp tịnh tu tiếp. Dạ. Ví dụ như ngày như rằm tôi mở ra tôi nói pháp 16 tôi vô cốc đó lại, rồi tới 29 tôi xả. Dạ. 30 tôi cũng hội. À, rồi cái là mùng 1 tôi đóng góp lại. Dạ. Như vậy là tôi xuống. Cho nên thời gian đó trong dấu hậu không ai biết tôi là người đi đâu đó. Họ nghĩ tôi ra đời rồi. Nhưng mà tôi là người đóng góp tu đấy. Nhưng mà phải thành thật mà nói, cái nguyện vọng của tôi không có pháp nhĩ căn viên thông của quan Bồ Tát. Tôi không có vọng cầu gì hết trơn. Tôi vọng cầu sao mình đạt chân lý thôi. Mình hiểu sự thật của cuộc đời. Chứ hai lẽ âm và dương như thế nào đây? Hãy phân biệt cho rõ chứ đừng để mê tín gì đâu. Thì cuối cùng tôi hiểu được trong không nó có, trong có nó không. Yeah. Với lại sắc bất vị không, không bất vị sắc. Sắc bất vị không, không bất vị sắc. Yeah. À, thì tôi hiểu được như vậy rồi. Thì cuối cùng thì nói đúng trong pháp thiền là nó qua nhiều giai đoạn lắm. Yeah. À, thì năm 1970 á, thì bắt đầu tôi cũng đạt. Yeah. À, cuối năm 69 tôi thành công trong cái pháp tu của tôi. Năm 1970 thì tôi mới ra cứu đời, mà đầu tiên mình khi khóc mình cứu đời cái gì? Yeah. Ai biết mình cứu đời mà cứu. Yeah. Tức là cái cô Nguyễn Thị Thân, cổ 29 tuổi. Yeah. Cổ là con của ông Nguyễn Văn Sướng ở nước Vàng, Phú Giáo. Yeah. Xưa gọi là tỉnh Phú Thành á. Yeah. À, có bệnh mới chứng bệnh mà bầm ông cha thì chết đó, là 29 năm từ khi cổ lọt lòng mẹ là
chết là bị tan tành một cổ bao nhiêu con bé. Như vậy thì tới chừng 29 tuổi thì cổ tháp mình cũng bị kỳ lạ, mà bà mẹ đi bác sĩ giờ điện không được. Nhưng mà đi thầy á thì nó nhập lên nó đá hầm cổ hết đó. Thì cuối cùng ông cha đó ông nhập về cô ấy. Ông mới nói rằng bà á phải kiếm người thầy cứu con, chứ còn không thì 3 ngày người ta mất linh luôn. Bà mới khóc, bà nói bây giờ tôi sẽ tìm thầy đủ rồi. Bình Dương, Tây Ninh, Biên Hòa, Sài Gòn, Đồng Nai, Đồng Khánh, nhưng mà không thầy nào trị được. Giờ tôi không biết đâu trị, bây giờ là chấp nhận thôi. Thì ông có giỏi thì ông đi tìm thầy cứu đi. Thì sau đó ông gian ra khoảng 3 phút cũng trở lại. Ông nói bà bây giờ đi về cái hướng Tân Nguyên qua bên kia sông, thì chỗ khu rừng đó, bà tìm một sư áo vàng thì chỉ cái ông nó cứu được, chứ không thì con chết. Thì như vậy là sáng bữa sau á, ở trên đó nghe theo như là gửi lại kêu lên xe lam, mà nó xe lam đây Tân Nguyên thì chạy rồi. Thì 6 giờ ra xe lam đi chạy xuống này, nhưng mà không ai dẫn cô lên xe lam được, không lên đó, chống cự. Như vậy là có một 9 giờ sau khoảng 8 giờ 8 giờ mà có một chiếc xe lam từ Tân Nguyên chở khách lên lên trên Phú Giáo ở nước vàng đó. Thì bỏ khách xuống đó, thì cái chú mà tài xế xe lam dưới này chạy lên đó, hỏi lý do gì thì ông tài xế thì ông mới nói đó, là cái chị này nè gia đình muốn đưa xuống Tân Nguyên mà số mang giờ cũng kéo được xe lên không được, thì ông kêu lên. Thì ông này ông mới nói, ông nói cũng nói chơi mà, ông nói chơi như thế nào đó, à, nếu mà về lên xe anh mà lên không được thì kêu lên xe tôi chỉ lên liền. Chú này nói vậy đó, cái nếu mà anh chở được thì anh cứ giúp giùm đi. Ông tài xế kia ông nói vậy. Thì ông này ông nói nếu vậy thôi tôi mời chị lên xe điêu ríu lên xe. Nó cũng khiếm lên xe chạy xuống đây vô xe cửa đây thì tự nhiên tôi ngã rồi, còn em một cái ngã rồi bất tỉnh. Thì tôi đang ngồi ở đằng sau, tôi cũng đang sáng sớm tìm tâm vừa xong được rồi nó chuyển chân thì nghe é cái thì bắt đầu bước ra hỏi gì. Thì gia đình mới sửa chọn mà khiêng cổ vô á. Thì tự nhiên tôi tỉnh. Tổ tỉnh thì có quyền có lễ tôi lại tôi nó giờ mời cho ông cứu dùm con cho ông. Chứ con đó là người ta nói 3 ngày cho bắt chết hay sao. Nó nói ủa ai đòi bắt con của ông mà ông là ai? Nói con là cha con nữ này. Vậy thì ông là cha con nữ sao không ai đòi bắt mà ông biết mà ông không cứu. Ông sư ơi, hồi xưa tôi là bị pháp nó bắt nó cắt cổ bỏ qua con bé à, nó hồn con ở dưới. Thì ở dưới người ta bắt con, con là dân con làm sao không cứu được. Người ta là quan quyền không mà. Thì nghe nói vậy thôi được rồi, thôi giờ ông gian ra đi cho cô tỉnh lại dẫn vô thì để nằm gián nghỉ đi rồi uống nước rồi cái gì dẫn được sao. Thì cuối cùng đó là bà Tỷ Long ngã bá xuống bé bây giờ. Bà nói thôi giờ tôi giao nữ lại cho ông sư, nữ thì có phước hạnh lớn nó mới được dẫn ông sư. Tôi trả rồi nữ cho ông sư tôi về núi tu ở dòng mạch tôi bệnh lại không biết gì đâu, mình cũng đâu biết gì đâu chữa bệnh, mình chưa từng chữa bệnh mà. Nghe rồi tôi tỉnh lại. Thế sau đó tôi nói là gì vậy? Thì cuối cùng là ở dưới sông bé này bà Tỷ Long bà bắt bà ngã bán cho ông Trần Phát Đạt 72 tuổi. Và kể cả con thang trong mua ban thái tế của 12 vị trong ban thái tế là của Tâm Dương sông Đồng Nai tham gia ở sông bé tham gia để mà gả phụ nữ này cho Trần Phát Đạt. Cho nên bây giờ đó, bây giờ mới gỡ lẽ ra là con này đó từ 16 tuổi cho đến 29 tuổi
nhiều nam nhân là đích ta nói với lớn gia đình cũng danh giá mà có hôn ưng. Dạ. Tức là cổ bị bạch hầu từ 16 tuổi. 6 tuổi rồi. Mà nguyên nhân là đi tắm ở dưới rạch á. Dạ. Mà rạch nước nó thông đồng ra sông Bé. Dạ. Cổ làm rất chi nhận. À. À, thì ở dưới nói rằng là bên tôm cứ cá thì từng tra gọn được mới đem về dương cho bà Kỳ Long. Dạ. Bà thì biết bà Kỳ Long bà muốn coi bà thấy cái sắc nữ này tuy là dân giả nhưng mà sắc rất là đẹp. Dạ. Cho nên bà mới thả cho Trần Phạm Đạt là một vị tổng quản ngự long quân ở dưới. Dạ. Mà chưa có vợ. Dạ. Bà gả cho ông đó. Dạ. Nhưng mà 29 tuổi những cái nghề kia cô để cô cặp là bé rồi cũng không có hậu rồi. Dạ. Cho nên ở dưới ta lên là muốn bắt cô đi. Dạ. Đó. Thằng nó đi thầy bà không ai can thiệp được hết. Dạ. À, nhưng mà giờ dẫn tới sư thì cái tình tiết như vậy bà đi lâu bà về bà cũng cởi đầu luôn. Dạ. Bà cũng cởi đầu luôn thì cũng được. Là tôi xin tha cho cổ. Yeah. Giải quyết xong thì chuyện mình yeah. Đó rồi từ đó đó cái duyên nó đưa đẩy tới người này kia nghe ra nói tôi giải được cái bệnh gì vậy đó. Yeah. Chút nhỏ dẫn tới. Yeah. Thì không mình cũng tiếp tục làm. Yeah. À, tôi giúp gì được cho người ta mình giúp. Yeah. Đến sau này nói hẳn là đến năm 2000 thì tôi nghĩ không làm nữa. Tại vì mình giải quyết từ năm 70 đến năm 2000 là bao nhiêu năm rồi. Dạ. Mà năm 2000 này thì một cái mốc của lịch sử là mình chơi không cho tôi làm nữa. Dạ. Tức là cái lúc mà ta phải trả quả. Dạ. Nên giờ tôi không dính vô nhân quả của người khác. Dạ. Mình dính vô tình mình dai dài. Dạ. Cho nên có gì chỉ khuyên lơn năn nỉ hay là này cái nọ giúp cho ta cởi mở như vậy mà tu rồi cái đó lại là cái tình xa cách từ cái nhân duyên đó. Giờ con cũng theo dõi nhiều cái clip của sư giảng đạo đó. Thấy là người sư cũng chỉ cho cái ba gia ba tánh cũng như là Phật tử rồi này về cái pháp mà hành về cái chỉ diệu căn viên thông của Quán Tham Bồ Tát đó sư. Thì thí dụ như mà nếu mà cái người mà tại gia á sư hành cái pháp đó được không sư? Được. Cái người tại gia vẫn hành được hết. Bởi vì nếu mà mình nói theo cái pháp của Phật á. Dạ. Giờ mình nói theo thời đại đó. Dạ. Cái pháp đó là cái pháp đại thừa Phật đấy. Chứ không phải bên tiểu thừa. Dạ. Bên tiểu thừa quý sư Nguyên Nam Tông ta cái pháp là tứ niệm xứ. Xứ. À, nhưng mà cái pháp dĩ căn viên thông không tác là cái pháp của đại thừa. Phật giáo đại thừa cái bên tiểu thừa không biết cái này. Dạ. Chỉ trừ những người nào nghiên cứu không hiểu lời không hiểu. Dạ. Tại gia vẫn hành được cái gốc của hôm trước sư có chỉ trên cái clip của mình đó là cái gốc của cái việc mà hành mà nhị căn viên thông á là mình ngồi thiền mình cái tâm mình tĩnh mình coi như mình không có suy nghĩ quán tưởng gì đó cho nó đến cái đại định rồi sau đó mình mới suy xét quán chiếu lại phải không sư? Nó nó không hẳn hoàn toàn như vậy. Dạ. Bởi vì nếu mà nói trong cái vấn đề kinh Phật á. Dạ. Thì đầu tiên á là mình phải xem phải học về tứ diệu đế cho rõ ràng khổ tập diệt đạo. Yeah. Rồi song song á là mình phải học về cái căn bản của Phật giáo là 37 phẩm trợ đạo bồ đề. Yeah. Và căn bản của Phật giáo tức là tứ niệm xứ. Yeah. Là mình Nam Tông ta tìm tứ niệm xứ đó. Yeah. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốt, ngũ căn ngũ lực của đều là bát chánh đạo Phật. Phải nắm giữ cái cơ bản của Phật giáo rồi á thì mình mới đi vô thiền bình tĩnh. Yeah. Yeah. Nhưng mà trước khi mình nắm cái cơ bản của Phật giáo thì mình phải quan sát. Yeah. Yeah. Cho nên trong cái sơ thiền của Phật giáo là tầm sát. Yeah. Tầm là mình truy tầm hay là tầm là mình tìm hiểu cho xác thực về những cái gì mà mình mong muốn. Yeah. Tức là mình mong muốn tu hành đạt được chân lý thì mình phải tìm hiểu được chính xác tại sao mình phải tu. Yeah. Tại sao mình phải hành cái này. Yeah. À, và cái hành nó có kết quả như thế nào hay không
À, thì đầu tiên thì mình phải dựa trên lời dạy của Phật và tổ. Hiểu cái chính xác rồi thì mình mới đi vô tịnh được. Thì như vậy là tâm sát là sơ thiền, tịnh là nhị thiền, tịnh là tam thiền. Tâm sát của nhá, tâm sát thủy là thanh tịnh. Nghĩa là sơ thiền là tâm sát, nhị thiền là hỷ, tam thiền là lạc, tứ thiền là tịnh, mà ngũ thiền là định, đi vào đại định. Đó là trong cái giai đoạn đầu của mình đi. Nhưng mà khi mà mình đã hiểu qua những cơ bản này rồi thì có thể mình đi vào cái pháp chỉ căn viên thông của Quan Bồ Tát, không phải quán trước nữa. Mà cứ đi vào tịnh định. Ngồi đi xây cái nghe, thay vì ví dụ lâu nay cái nghe của mình nghe những âm thanh sắc tướng, nghe âm thanh bên ngoài, những cái tiếng động bên ngoài. Nhưng bây giờ mình duyên theo cái nghe đó, cho nên bên ngoài không còn tiếng động thì mình không còn nghe. Mà không còn tiếng động, mình không còn nghe thì mình nghĩ rằng mình không có nghe. Thể nhất là Phật hỏi ông Anan trong cái nghe. Ví dụ như Phật đánh chiếc chuông lên hỏi Anan nghe gì, Anan nó còn nghe tiếng chuông bon. Khi mình tiếng bon dứt rồi á, Phật hỏi Anan á là không có nghe gì, bây giờ con không nghe. Là tại sao ông Anan nói không nghe gì? Ông Anan chấp lầm rằng không có tiếng chuông nên mình không có nghe. Tức là chấp cái giả tướng bên ngoài. Bây giờ Phật mới đánh một tiếng chuông nữa, Phật hỏi Anan á, không nghe gì, không nghe bon. Khi mà dứt tiếng chuông nữa thì Phật mới hỏi Anan nghe gì. Ở Ca Nan á cũng nói không nghe. Phật mới hỏi lại, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Có tiếng chuông ông nghe tiếng chuông, mà không có tiếng chuông ông không á là ông không nghe. Ông không nghe tiếng chuông hay là ông không có cái nghe. Hai cái nó khác nhau. Nó khác nhau. Như vậy ông phải xác định lại á, không có tiếng chuông ông vẫn có cái nghe, nhưng mà nghe cái không nghe là không có tiếng chuông. Thì ông phải hiểu như vậy. Nhưng anh em chưa rõ. Chưa rõ. Đúng ra đây là Phật dạy về vấn đề chánh pháp của Đức Phật, phải thực hành như thế nào để có kết quả cụ thể. Thì bây giờ Phật mới chuyển qua một cái giai đoạn gọi là Phật đưa cái tay lên, cái quyền lên, Phật hỏi Anan nắm lại mở ra, ông thấy gì? Con thấy cái, bên đây mình nói tiếng Việt đi. Con thấy cái tay của Phật nắm lại mở ra, cái trong đó là nói cái quyền, nắm cái quyền nắm lại mở ra, cái tay của Phật nắm lại mở ra, nắm lại mở ra. Ông thấy gì? Ông thấy là con thấy cái tay của Phật nắm lại mở ra. Phật hỏi, ông thấy cái tay của ta nắm lại mở ra hay là cái thấy của ông nắm lại mở ra? Cái tay của ta nắm lại mở ra hay là cái thấy của ông nắm lại mở ra? Thì lúc bây giờ Anan ông mới suy nghĩ, ông xuống đi, ông bình tâm lại, ông bình tâm, ông định trí rồi lại. Chào quý vị mà. Quý vị vô chơi chút bị ơi. Rồi mời bà các bạn. Thì ông phải bình tâm lại, ông phải nhìn cho kỹ. Thì lúc bây giờ Anan như vậy là con thấy cái tay của Phật nắm lại mở ra, cái thấy của con nó vô tự nhiên. Mà lúc vậy, nếu mà chú nhìn sư một cách tự nhiên thì chú thấy cái tay của sư nắm lại mở ra, cái thấy chú tự nhiên. Chú vẫn thấy cái tay của chú sư có nắm, có mở và để cả không nắm, không mở luôn. Thấy không? Thì khi Anan nói rằng con thấy cái tay của Phật nắm lại mở ra, cái thấy con nó vô tự nhiên. Mới nói với Anan một câu. Một cái câu này á, mặc dù đơn giản nhưng mà nó quan trọng. Chỉ bao nhiêu đó đủ tổ. Như vậy là Phật nói về tổ ngộ chỗ nào? Tức là tổ ngộ là cái thấy tự nhiên của mình. Nó thường thường. Cái thấy tự nhiên của mình không sanh không diệt. Mà nếu hiểu được cái thấy của mình nó vốn tự nhiên không sanh không diệt thì chính cái nghe á, tự nhiên nó cũng không sanh không diệt. Nghe mà không nghe, thấy mà không thấy. Cho nên từ đó Phật mới dạy đi sâu dần những cái tu lăng nghiêm á. Cái pháp của Quan Bồ Tát á, nghe nghĩ và tu. Nghe mà không nghe, xây cái nghe trở về từ tánh để nghe từ còn bất biến.
nghĩ là suy xét, là tìm hiểu đó. Dạ. Nhưng mà không khởi vọng niệm. Dạ. Tức nghĩ mà không nghĩ. Còn tu là sửa, sửa những cái tư tưởng, sửa những cái ý niệm sai lầm. Dạ. Nhưng mà không sanh, không duyên theo những cái pháp sanh diệt bên ngoài. Dạ. Cho nên sửa mà không sửa, có nghĩa là tu. Dạ. Nhưng mà từ chỗ này có những người hiểu lầm. Dạ. Có những người hiểu lầm tu mà vô mình ăn chay trường ha, mình niệm Phật, mình tụng kinh vậy, mình để tâm hồn mình tự nhiên vậy được rồi, nếu vậy là được rồi, tự nhiên đó là được rồi. Dạ. Không không là được, lạc vào vô thì không. Dạ. Bây giờ cho nên cái pháp Thủ Lăng Nghiêm là một cái pháp phải nói rằng tối thắng của nhau. Dạ. Chỉ đại thừa Phật giáo. Dạ. Nếu mà đi sâu vào được cái pháp Lăng Nghiêm rồi thì tự chủ hoàn. Dạ. Nhưng mà đầu tiên chủ phải ngộ được cái tánh, cái tánh thấy hoặc là cái tánh nghe không sanh gì. Dạ. Đó là chúng nắm được cái cuồng rối của mọi người, cái đầu mối của cuồng rối. Dạ. Mà nắm được đầu mối thì nhất định là phải mở được. Dạ. Từ từ mà. Dạ. Rút ra lần là ra trời. Cho nên cái pháp học tu, nếu mà mình chấp theo cái giả tướng bên ngoài ấy, thì mình tưởng chừng nó tụng kinh niệm Phật rồi còn thiền lắng lặng vậy xong là được, không có được đâu. Dạ. Và tôi hôm nay tôi muốn có một cái suy nghĩ là quan niệm cụ thể nhất là cái đạo Phật. Đạo Phật tu không phải cầu thần thông. Dạ. Không phải cầu sức hồn soi hồn hay giảng sanh vậy đấy. Nếu đạo Phật ngừng theo tu đạo Phật mà cầu giảng sanh, cầu sức hồn soi hồn, cầu thần thông. Dạ. Là lạc ngoài đạo Phật, không còn đâu. Đạo Phật là quẩy quán khét rồi đi vào tỉnh tỉnh. Rồi sau đó dựa trên cái nền tảng mà tỉnh tỉnh đó mà quán chiếu để tìm hiểu về nội tâm vô vi, để hiểu biết một cách cụ thể về tâm linh của con người mình. Yeah. Có những gì và những gì. Yeah. Và cái tâm linh của mình nó có những gì đó, nó có tương đồng với vũ trụ thiên nhiên hay không. Yeah. Và mình hiểu được rõ ràng cái chỗ tương đồng rồi thì tự nhiên mình có thần thông, tự nhiên mình có soi hồn hay là hoặc giả xuất hồn hoặc giả đã giảng sanh. Còn hiện tại nếu mà cầu giảng sanh là ma nó hiện cái dẫn đi chứ không phải Phật dẫn đâu. Yeah. À, mình cầu có thần thông của ma tới nó hiện cho mình chứ mà mình không phải có thần thông đâu. Yeah. Mình cầu xuất hồn soi hồn mà xuất hồn soi hồn được á là cũng ma nó tạo cho mình chứ không. Yeah. Bởi vì chính mình tu là cho chính mình mà. Yeah. Mình làm chủ mình. Cho nên Đức Phật mới dạy mỗi con người mình vì tùy theo tu cũng tự lúc chúng tự mình đi. Yeah. Đừng nhờ ngọn đuốc bên ngoài. Nếu tu mà cầu thần thông, cầu sức hồn soi hồn, cầu giảng sanh là mình mượn ngọn đuốc của người ta. Yeah. Mà khi mượn ngọn đuốc người ta thì khi mà ta dẫn đi tới đâu mình đi tới đó, người ta tắt đuốc rồi tự mình cũng phùi luôn. Yeah. Đúng không? Ở trên đàn đầu Phật phải xác định rõ ràng. Ở tôi mới nói rằng đạo Phật không hề mê tín gì đâu. Yeah. Mà cũng không hề bất tín. Yeah. Bởi vì đạo Phật á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày sau khi ngày tu đạt được cái lý âm dương rồi thì chẳng những ngày độ người trần gian mà độ người âm cảnh. Yeah. Ngày biết rõ con người chết chưa phải là hết mà còn một thức nghiệp còn một tâm linh. Yeah. Và cái thức nghiệp tâm linh nó phải chịu trong cái luật nhân quả mà trong cuộc đời hiện hữu xưa kia họ đã tạo. Yeah. Chắc chắn trong phần ngàn chứ không thể nào mà sai lệch được đó. Yeah. Con hỏi thêm sư câu nữa là vừa rồi đó là cái đại dịch Covid mình đó thì sư cũng đã có cái bài giảng về cái đại dịch chúng sanh nghe. Vừa rồi thì đối với nhà nước mình đó thì cũng đã nói chung là Việt Nam mình đó thì cái nạn đại dịch cũng ngăn chặn được rồi, cũng nó hạn chế tối đa cái thiệt hại. Thì nếu mà nói về mặt khoa học, về mặt chính quyền á, thì có chứng tỏ là mình làm rất tốt để mình hạn chế những cái mất mát và những cái thiệt hại. Còn về mặt Phật pháp á, thì Việt Nam mình mà đạt được cái hiệu quả đó là sư có thể chia sẻ giùm cho mọi người. Thì theo vấn đề á, về mặt hiện thực á. Yeah. Thì nhà nước mình cũng như có những cái phương án. Yeah. Để mà ngăn chặn. Yeah. Thì cái này là cái tốt. Mà đứng về góc độ cá nhân của tôi thì tôi tán thành 100%. Yeah. Bởi vì cái vấn đề cái dịch này á, nó không phải là hữu thể. Yeah. Mà nó là vô thể. Yeah. Cho nên nó đi theo gió. Yeah. Như vậy thì thí dụ như bà con mình cứ tự nhiên mà nhiều người hốn sợ. Yeah.
họ đi qua lại từng lúc mà nó theo những luồng gió nó xâm nhập trong lỗ chân lông của mỗi người mình. Và khi nó xâm nhập lỗ chân lông, nó là thuộc những luồng gió độc. Mình nôm na là gió độc thôi. Khi mà xâm nhập lỗ chân lông rồi á, thì cái dòng khí trong con người mình á, nó không còn thông nữa. Nhưng mà dòng khí không thông tức là nó dẫn máu không được. Là máu phải bế cái đó. Mà khi bế cái đó rồi nó biến ra con virus. Biến thành con virus hữu thể. Mà khi từ trong con người mình nó biến thành con virus hữu thể rồi, nó sẽ xâm nhập vào phổi mình. Nó tác hại cho cái cơ thể của mình. Mà khi mình nó đã tác hại cơ thể của người mình thì con người mình sẽ rủ nghiệp hết. Rồi thừa nhiệt luôn. Trong cái âm khí này nè, nó có những cái phần vô hình. Nó xâm nhập, nó dập chết luôn. Cho nên nếu nói khoa học á, thì không có nói vấn đề mà những cái bị không ai dịch được. Mà mình chỉ nói bằng hữu thể là con virus nó xâm nhập cơ thể vô phổi rồi nó làm nó tác hại mình chết thôi. Chỉ nói được tới đó thôi. Chứ không nói được tới những cái gọi là thành ô dịch tới vậy. Mà chính bản thân tôi xưa kia đó, trong cái thời gian mà nó không phải là cái dịch này. Có nhiều người họ bệnh mà có những bất thường giống giống cái dịch vậy đó. Khi mà bị gió nhập rồi họ bất tỉnh nhân sự hết trơn. Thì bây giờ họ đem lại tôi, thì chú biết không, đầu tiên là tôi cho uống chanh. Nặng nguyên trái chanh nhà vô ca vậy là chừng nửa ca thôi, rồi uống từng cát quậy cho điều cho uống được. Bởi vì trong chanh nó có chất axit, nó diệt những cái độc tố. Lấy chanh đánh bên ngoài hết trơn thì cái chanh nó cũng là cái xích mà nó sẽ diệt những cái độc tố bên ngoài. Và kể cả bên trong, ở trong đánh ra mà nó vô. Rồi song song đó mình cạo gió lấy gió đồng nè. Nó thật ra là một cái người bị trúng gió mà gió thường đó thì mình cạo chỉ đỏ bầm thôi. Nhưng mà những người bị gió độc rồi á, là gió nó bầm mà bầm đen luôn. Bầm xanh luôn. Mà thậm chí họ bất tỉnh luôn rồi á. Mà đến đầu mà đi giật để chết á. Là nó bế các động mạch thần kinh rồi. Nó vô giật. Lấy kim mà theo trị theo cái kiểu mà gia đình á. Lấy kim trăm mấy đầu ngón tay, mấy đầu chân nặng chút xíu máu thôi. Cho nó thông các đường mạch lại. Thì cái người đó từ từ từ. Mà nếu bất thường mà nó không tỉnh nữa, tôi biết sao, theo cái cách mà tôi đã trị những cái bệnh đó đó, tôi bấm hai cái này nè. Bấm mạnh vô giật bạc này. Thì nó é ra, nó la é lên cái nó tỉnh. Mà nếu mà giật cái hai cái đất này nó không tỉnh nữa đó, là giật hai cái chân khác. Mà chú biết không, giật mỗi cái gì nó lên cột bầm chén luôn. Lên cột luôn cái nó tỉnh á. Nó tỉnh cái bị mua thuốc cảm gì chủ uống nhiều này đó là do âm đó. Cho nên nhiều người á, nếu nói về khoa học thì cái vấn đề gió này họ không giải quyết được. Mà chỉ giải quyết bằng cách đó, bằng cách của phương thức của gia truyền của tổ tiên của Việt Nam. Thì nó có kết quả rất là mỹ mãn. Nhưng mà còn nổi mình, nếu mình theo về khoa học về Tây Y không á, mình không biết mấy vụ này mà mình vẫn có thấy nó sợ nữa. Mà đặc biệt mấy người tăng xong nó cũng sợ nữa. Vẫn có sợ máu nó lên nó chết. Đúng vậy. Cho nên nếu mấy người tăng xong là không có giận. Chỉ uống chanh, tính chanh, rồi là không dám cạo gió nữa. Xong ngay. Cho nó ra. Còn nếu đối thế mà nặng nữa là gừng á, mình đâm nát đi. Rồi bỏ vô chảo xào với giấm đường á. Mình bọc là còn nóng. Đánh, đặc biệt là mình đánh hai bên nách này. Huyệt bên là môn nè. Hai cái huyệt hai bên nách này nó bế là tay mình rủ liền hết. Rồi á, mình đánh chẳng hạn như trong cái hai cái gân háng. Ở dưới cái sau thận này. Nó sẽ bế mình hai chân mình hết tự động. Mà cái nguyện đó chỉ làm sao đi cúi đầu của ba mình là lưng đài. Phải đánh cho nó thông luôn. Bởi vì máu mà nó bị bế ở đó rồi, hai người mình nó bế rồi là nó không thông, nó không lên não được. Là mình á khẩu hết luôn, dễ chết lắm. Nhưng mà đánh những chỗ đó rồi á, mấy thầy trong cũ mà tao biết cho tới cách mà tao chăm nó cũng tỉnh được đó.
Còn mấy người mà bạn gạo gió là biết là làm gì cũng tỉnh luôn. Thành thử cho nên cái vấn đề mà cái nạn mà corona này đó, thì phải nói rằng mình đang sống trong một cái thời đại mà đất nước mình á, mà được cái là không ảnh hưởng gì, là phải nói rằng do nhờ cái phước đức chung của tất cả mọi người từ trên tới dưới trong riêng ai hết rồi, là chung hết, mọi người đều có phước hết mới được như vậy. Còn nói riêng á, nói riêng về vấn đề mà tín ngưỡng á, là nhờ hầu duyên sống núi độ con dân, mà sở dĩ mà độ con dân mình á, mình nói riêng cá nhân mỗi người á, là biết tin tưởng trần tật tự thân mới được hầu duyên sống núi độ mới tích như vậy, thấy không? Thì theo tôi thấy như vậy. Mình rất hân hạnh, hân hạnh là đất nước mình nó đặc biệt hơn các nước trên thế giới. Nói đi giỏi ấy, thì mình không giỏi hơn ai đâu, nhưng mà phải nói mình có phước. Một mặt là nhà nước mình vẫn làm tốt, một mặt là cái bà con dân chúng là tất cả tốt mới được như vậy. Dân mình tốt mà nhà nước không tốt thì nó vô nó làm liền. Giống như sư cũng từng giảng, sư nói là về mặt cá nhân, về mặt mọi người thì cũng phải tự chủ phòng chống. Một mặt đâu phải có phước rồi được gia hộ thì nó mới cả hai âm dương nó hòa hợp. Nói vậy đó. Hôm nay con cũng có nhân viên được gặp sư, cũng trao đổi sư những cái vấn đề mà hết sức là cụ thể, chính. Con cũng muốn hỏi về cái pháp Lăng Nghiêm, cái đại dịch Covid, nó cũng thay mặt cho cái... bà con cũng như là các Phật tử, đặc biệt là các bà con ở ngoài đất nước mình đó, cũng hết sức quan tâm, cũng kính chúc sư ông là luôn mạnh khỏe để tiếp tục là gia hộ độ trì cho cái mọi người được bình an. Phật thì cầu nguyện bên trên chứng minh ban phước lành cho nói riêng là đất nước của mình, bà con của mình tất cả, và nói chung đó, là các nước trên thế giới mau vượt qua cái đại này. Bởi vì cái nạn này nó hiện bây giờ tôi thấy thì những nhà trong cái bộ y tế mà mấy vị còn nói mà giặt cô biết là giờ vô mình, giặt vô đúng nó là vô mình, nhưng mà nó vô mình nó sẽ làm xuống bệnh. Đúng rồi. Nó coi như là âm tính rồi, sau đó thử lại tiếp tục là dương tính. Đúng rồi. Nó giống như sư nói, nó hữu hình, nó vô hình, nó chuyển biến liên tục. Cho nên mình sống ở đây, tôi chỉ mong rằng bà con mình cố gắng là mình phải sống như thế nào cho nó tốt. Nhưng mà muốn sống tốt mình phải hiểu rõ hai cảnh âm dương. Chứ không phải là dương không, mà không phải âm không. Mình sống sao cho nó tương đồng. Nghĩa là muốn nói rằng ở trong con người mình giữa về nóng và lạnh sao nó trung hòa được, mình không có bệnh rồi. Là Phật pháp sư, đối với những người mà người ta ở tại gia đó, người ta không phải là Phật tử, người ta cũng không phải là xuất gia, những người bình thường tại gia thì sư khuyên những cái gì đó như thế nào, mà người ta muốn tìm hiểu về pháp của Phật rồi người ta muốn tu theo pháp của Phật đó, thì cái đó thì đầu tiên của tôi á, là tôi không nói pháp Phật, mà tôi nói bổn phận một con người sống mình phải sống cho tốt. Nếu Phật pháp mà dạy về thế gian á, những người tại gia cũng như những người là không phải theo Phật pháp, thì cái người tại gia tương đồng với tất cả những người khác, thì có đạo hay không đạo, đạo nào cũng được, nhưng sống như thế nào thì tốt. Mình phải hiểu rõ rằng con người mình chết rồi, trước nhất còn một linh hồn bất tử mà theo truyền thống tổ tiên từ Việt Nam mình đã dạy. Cái thứ hai đó là mình phải sống cho có hiếu thảo với cha mẹ với ông bà. Mình có tin tưởng đạo nào cũng được hết á, nhưng mà cái truyền thống tổ tiên mình đừng để mất đâu. Vì mình phải biết rằng dù muốn dù không, mình là người Việt Nam. Cũng như mình á, cái quốc ngữ Việt Nam mình phải học cho thông.
Còn ngoại ngữ thì mình cứ ngọt thiết học ở nào cũng được hết á. Nhưng mà nhớ quốc ngữ là tiếng nói này nè, tiếng nói tốt đừng bao giờ quên. Chỉ vậy thôi, tụi mình sống cho tốt. Mà thật sự cũng không phải những người xuất gia mà tốt hết đâu. Những người theo các đạo có quy đi khỏi giáo mà tốt hết đâu. Có những người họ không có đạo nào nữa, nhưng mà họ sống tốt. Và tại sao? Bởi vì họ đã có một cái lập trường trong cuộc sống của họ rồi. Đó. Cho nên họ rất là tốt. Cho nên đừng có nói những người tốt mà tốt hết, mà những người không tu mà xấu đâu. Bởi tôi nói cái tốt xấu nó không phải do cái quần áo, cái y chang, cái quần áo mà hay là cái máy học. Mà do đâu vậy? Chỉ mong mọi người sống tốt được. Như là trước tiên là đối với Phật pháp là mình chỉ cầu mong là mọi người là sống tốt, sống tốt. Cái đó là cũng là một cái cơ sở ban đầu để mình tiếp cận đến cái pháp Phật. Dạ. Rồi sau đó từ từ nếu mình cứ nghiên cứu, mình tìm cái đạo nào mà nó chân lý, nó đúng đắn thì mình theo. Nhưng mà bây giờ đi ra là các đạo trong thế gian này, cái đạo nào nói gì chân lý, cái đạo nào nói nó không rõ ràng chân lý. Mình hiểu rõ cái này. Cho nên tôi á, khi mà ở xưa đó, tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ có một cái sự hiểu biết như thế này đâu. Nhưng mà tại tôi chịu khó. Tôi nói thiệt với chú, chú có nghĩ rằng tôi hàng đồ được không? Giỏi quá. Tôi hàng được. Kể cả là sau thời gian mà cái vấn đề kinh tế ở chùa khó khăn, tôi phải đi học nấu xong. Tôi đi học nấu tương tư. Tôi học cấu xe, cách xe nhang, bây giờ tôi về đệ tử mà làm để mình có một tự túc mình sống. Nên tôi chịu khó. Về cái mặt đạo lý cũng vậy, là tôi rất là chịu khó. Phải nói thẳng là như vậy. Cho nên tôi cũng hiểu được những cái gì mà hôm nay tôi nói với quý vị. Chứ nếu không chịu khó, cũng như không giống gắn công mài sắt, thì không thể nào nên kiếm được. Giờ tôi mới hiểu rõ đạo Phật đó, là phơi bày cái chân lý cụ thể cho mọi người hiểu để mà sống. Cái đạo Phật không nói cái gì mà mê tín hết trơn. Nhưng mà tự con người á, nó bày ra mê tín thôi à. Còn các đạo giáo khác á, thì họ đặt nặng về vấn đề thần linh quá. Nhưng mà đặt nặng thần linh quá thì nó sai với thực tế khoa học rồi. Nên nhiều người ta cũng là mê tín. Nó khổ vậy chứ. Đạo Phật không mê tín, không bất tín. Chỉ vậy, rõ sự thật cho mọi người thấy ở đời này mình sống như thế nào đây. Có âm, có dương, có nam, có nữ, có cao, có ngự. Cũng như là phải trở lại những cái nguồn cội của thiên nhiên vũ trụ. Thì hiểu biết chính xác cuộc đời mình sống như thế nào đây. Vậy thì sư có cái bài giảng đối với lại những cái người mà người ta mới tìm hiểu về cái Phật pháp đó, thì trước tiên thì mình cũng phải nên là coi như là rèn luyện cái đạo đức. Phải có đạo đức. Rồi suy xét những cái đạo, rồi những cái con người hành đạo làm sao nó phải đúng với chân lý. Từ đó là mình mới biết được cái pháp nào cái nó là coi như pháp đúng, pháp nào pháp sai, con người nào hành đúng, người nào sai không sư. Đúng vậy, nhưng mà tôi nói thêm cái chỗ. Nếu mình nói đạo Phật là dạy chân lý không, mà đạo khác không có chân lý thì cũng không đúng. Đạo khác cũng dạy chân lý đó. Nhưng mà chân lý của mỗi đạo trong một góc độ thôi. Tôi xin lỗi, ví dụ như nhà nước đó, thì có nhiều bộ. Thủ tướng chính phủ là lãnh đạo chung. Mà mỗi bộ trưởng lãnh đạo một cái bộ phận thôi. Cái bộ phận đó họ phải dạy theo cái trách nhiệm của họ. Cái đường hướng làm việc của họ. Thì xin lỗi, cái bộ công an đâu có dạy như cái bộ tài chính được. Cái bộ tài chính đâu có dạy như cái bộ quốc phòng cũng đậu được. Một bộ quốc phòng đâu có dạy như cái bộ kiểm lâm được, phải không? Mà nếu nói ông thủ tướng á, là chánh không là, là cấp của mấy bộ rồi. Nhưng mà trên ông thủ tướng còn ông chủ tịch nữa. Phải không? Ông chủ tịch từ xuống thủ tướng là cầm. Dù các bộ thực hành trong mỗi bộ môn khác nhau, thì các mối đạo khác á, thì tôi thí dụ như không khác nào, mỗi bộ thôi. Còn cái đạo Phật á, là cái đạo mà ông thủ tướng đưa ra một cái quốc sách do ông chủ tịch nước, nghĩa là đạo quán trị và chỉ đạo. Ông thủ tướng là người thực hành.
Cho nên cái lời của Đức thực hành á, thì ví như là cái đầu. Đạo Phật nói thẳng về chân lý và nói tất cả những cái đủ đầy trong các đạo khác đều có trong đạo Phật hết, đều có đạo Phật hết á. Nhưng mà mỗi cái đạo khác nó nói á, nó không có, nó còn kém biết nhiều trong những cái bộ môn khác trong cái đạo Phật. Tự ví dụ vậy nè, có nhiều cái đạo nó tự những cái chi thôi, không đúng vậy đó. Giống như mình không có nói cụ thể đạo nào, nhưng mà cũng có một cái số đạo gần đây ấy, cũng mới phát sinh, nhưng mà nó chỉ là một trong những cái chi nhỏ thôi, nhưng mà nó lại biến tướng ra nó nhiều cái điều nó không có tốt đẹp. Thì nó cũng có những cái gì, cái đạo này, cái đạo này họ sống nhân là nhiều quá. Được, có những người họ không thấu triệt được cái chân lý, họ không hiểu được cái công lý. Rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, tôi nói xin lỗi, ví dụ những sáng kiến mà sai lầm. Những cái sáng kiến mình á, nói ra như thế nào nó phù hợp, gọi là nó đang gọi là cái cơ và cái lý. Cái căn cơ và cái giai đoạn con người sống trong thời đại đó, mình phải nói cái gì cho nó đúng. Họ phải sống làm sao, ví dụ vậy, học cái gì. Cho nên đúng, rồi cái lý, là cái lý đó nó phải phù hợp với căn lý mình. Mặc dù cái căn lý đó là cái căn lý cá biệt, cũng phải đúng với cái chân lý cá biệt, để khi mà tôi nói ra vấn đề chân lý nó phải thành ba phần. Chân lý tuyệt đối, chân lý tương đối, chân lý cá biệt. Nếu nói về chân lý cá biệt thì ai cũng có chân lý, cái đạo nào cũng nói chân lý, cũng có chân lý hết đó. Nhưng mà đó là chân lý cá biệt. Còn nói về chân lý mà tương đối đó, thì có thể đạo Phật á, ngài dạy tới chân lý tuyệt đối luôn, nhưng mà trong cái hành pháp á, cũng vẫn dạy về chân lý tương đối để cho mọi người hiểu phù hợp với lại căn cơ. Rồi từ đó mới đi tới cái chân lý tuyệt đối. Bởi vì khi mà nói chân lý tương đối là nó còn một cái pháp đối chiếu giữa có và không, giữa sanh và tử, giữa phải và quấy. Nhưng mà nói về chân lý tuyệt đối rồi thì vô tướng. Mà chỉ đạo Phật nói tới cái chân lý vô tướng thôi. Mà nói vô tướng là phương tiện nói vô tướng, chứ không có gì mà để nói được hết trơn á. Tới chỗ hết nói được rồi không? Nói vậy đó. Con cũng xin cảm ơn sư về cái buổi sư chia sẻ đối với lại ba quần chúng, rồi những cái người mà đặc biệt là người ta chưa có biết về Phật pháp. Đó là cũng xin chúc sư cũng như quý thầy, quý cô, tất cả quý Phật tử trong tỉnh xá của mình luôn luôn là thân an tâm an, để gia hộ độ trì cho cái mọi người để cùng tiến tu cho nó tốt đẹp. Chú ơi, tên gì qua đây? Con tên là Hạnh. Con cái kinh của con là Rome the Fire, có nghĩa là cái đi trên ngọn lửa đó sư. Nó ra là tiếng Anh, năm nay nhiều khi tìm nó khó. Khó ha. Nhưng mà tao biết Hạnh được rồi. Thì nhân viên mà hôm nay chú đến đây để mà trao đổi với tôi. Để mà đọc hỏi cái gì hơn thì tôi cũng quyền là những cái tiếng nói của tôi. Có những gì sai sót thì mong quý bà con sai gặp cũng hoàn tỷ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nguyện vọng của tôi là mong muốn tất cả bà con mình cũng không cần phải theo tôi, theo đạo nào hết, mà sống sao cho tốt. Trước nhất là phải làm tròn hiếu đạo của con trong gia đình. Cái thứ hai là làm tròn một cái lòng trung đối với tổ, đối với nhân dân, cái tình nghĩa đối với xóm liền. Rồi phải có lòng nhân đối với mọi người, mọi chúng sinh. Rồi phải có đức thì giữ cái hậu cho con cháu mình về sau cũng nhờ. Thì chỉ cái gì đó. Cái chuyện đặt ra mà nói là mình vô đạo, mình theo đạo thì mình không làm được những điều này thì mình cái gì? Dạ, thì con cảm ơn sư đã dành. Cảm ơn, chúc chú mình lắm. Dạ, vô Phật. Để sao em cứ để cho em khỏi mở.
may mắn khi hôm nay chúng tôi được tiếp diện diễn kiến cùng với lại thiền sư An Lạc Hạnh, và được thiền sư chỉ dạy cũng như là chia sẻ những cái nội dung mà tất cả chúng ta đều hết sức quan tâm. Chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng lại quý vị và các bạn, và mong rằng trong một thời gian gần nhất chúng ta tiếp tục được gặp sư ông và được sư ông giảng dạy cũng như là chia sẻ những cái nội dung liên quan đến Phật pháp. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Xin chúc quý vị luôn luôn